Đây là anh Phạm Văn Bảo. Anh đã bị tai biến, liệt người 5 năm. Và anh đang neo đơn. Chỉ có để cháu kêu bằng bạc, lâu lâu chạy qua rảnh thì sắp sắp. Người trong hoàn cảnh gia đình thì quá khó khăn. Nhà cửa là như thế này đấy. Thì anh là không nói được, nằm một chỗ không nói gì được hết. Tôi là thay mặt cho chương trình Thương Nhiên Cuộc Đời, thay mặt cho cô Cẩm Tú Cúc đem tiền một triệu của quý vị về tặng anh Bảo và nhờ cho cháu để giữ gìn và mua đồ cho anh Bảo dùng. Thì chị tôi cũng thay mặt gia đình anh Bảo là cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Cẩm Tú vì chị để cháu nó đi làm chữa rảnh mà qua.